Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thanh Hà và Phương Uyên tổ chức hôn lễ, bạn trai cũ của nội danh ca phản ứng thế này. Lễ cưới của Thanh Hà, Phương Uyên là một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm chú ý của công chúng lẫn truyền thông nhất tuần qua. Trong lễ cưới, nhạc sĩ Phương Uyên gây xúc động khi nhắn nhủ rằng Uyên từng quen một số người và nghĩ đó chính là tình yêu. Cho đến khi chúng ta gặp nhau, lúc hai ta ở bên nhau, tất cả khó khăn đau khổ trong Uyên không còn nhớ tới nữa. Thanh Hà cũng hứa với bạn đời của mình, Hà hứa sẽ uống cà phê với Uyên mỗi sáng, hát tất cả những ca khúc mà Uyên viết. Ngay lúc này, nhiều khán giả cũng quan tâm đến phản ứng của bạn trai cũ kém 12 tuổi của Thanh Hà là Roland Kasiquin JR. Sau khi chia tay nữ danh ca, nam nhạc công có cuộc sống khá kín tiếng và hầu như không cập nhật bất kỳ trạng thái nào liên quan đến người cũ. Phần lớn thời gian của anh dành cho công việc xoay quanh các show âm nhạc. Đáng chú ý hơn là Roland Kasiquin JR có sự thay đổi về ngoại hình, không còn mái tóc dài đậm chất lãng tử khi hẹn hò với Thanh Hà. Roland cắt tóc ngắn, toát lên vẻ nam tính và lịch lãm. Thanh Hà cho biết cô và Roland Kasiquin JR chia tay trong êm đẹp và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên hôn lễ của nữ ca sĩ lại không thấy bóng dáng của bạn trai cũ đến dự hay gửi lời chúc phúc nào đến cho cô. Cả hai cũng không còn tương tác trên mạng xã hội nữa. Trong khi Thiều Bảo Trang, tình cũ của Phương Uyên, thường xuyên chia sẻ những câu triết lý, thì về phía bạn trai cũ của Thanh Hà khá im lặng. Roland Kasiquin JR chỉ chia sẻ hình ảnh chạy show với diện mạo hoàn toàn mới. Sau khi đường ai nấy đi vì nguyên nhân riêng, Roland phải vượt qua thêm một cú sốc lớn là mẹ ruột qua đời vào đầu tháng 9 năm 2022. Ca sĩ Thanh Hà và hôn phu cũ người Philippines kém 12 tuổi thông báo chia tay vào tháng 2 năm 2022 sau hơn 10 năm gắn bó. Hai người từng lên kế hoạch kết hôn ở Đà Nẵng, quê của nữ ca sĩ vào tháng 3 năm 2018. Tuy nhiên đám cưới bị hoãn vì sức khỏe của mẹ của Roland không tốt. Con trai riêng 21 tuổi của Roland và gia đình là nguồn động lực lớn cho bạn trai cũ Thanh Hà trong thời gian này. Thanh Hà Phương Uyên công khai toàn bộ khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày cưới. Cặp đôi Thanh Hà Phương Uyên cho ra mắt MV Yêu Anh là điều duy nhất dành tặng khán giả ngay sau ngày đặc biệt. MV Yêu Anh là duy nhất là sản phẩm âm nhạc được ra mắt sau khi ca sĩ Thanh Hà Phương Uyên về chung một nhà. Ca khúc được chính nhạc sĩ Phương Uyên chép bút với ca từ bay bổng sâu lắng, ngợi ca một tình yêu viên mãn. Đáng chú ý đây không đơn thuần là sản phẩm âm nhạc mà còn là những thước phim ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới bí mật của cặp đôi. Ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên tiết lộ rằng MV chỉ được quay đúng một lần. Chia sẻ thêm về việc công khai hình ảnh trong đám cưới, nhạc sĩ Phương Uyên cho biết đáng lý mình viết bài hát Yêu Anh là điều duy nhất với mục đích muốn lưu giữ kỷ niệm một ngày trọng đại và chỉ muốn chia sẻ khoảnh khắc đẹp cùng một số anh chị bạn bè. Nhưng rồi mình hối đội quay phim, hãy edit thật nhanh hình ảnh của bài hát để mình và Hà có thể chia sẻ cùng những người yêu mến những giây phút thật đẹp hôm ấy. Nếu các bạn trông chờ ở MV này để thấy những ngôi sao, những vị khách nổi tiếng của chúng tôi như một event mà bạn thường trong đời thì bạn có thể thất vọng vì MV này chỉ có Thanh Hà và Phương Uyên, chỉ có không gian đẹp, cảm xúc thật, bài hát hay và người hát rất hay mà thôi, cô nói thêm. Với những hình ảnh đơn giản, chân thật, MV đưa người xem đến bao cung bậc cảm xúc trong không gian hạnh phúc đầy ấm cúng, thân mật. Tại đây, dàn nghệ sĩ gạo cội cũng hội tụ đông đảo để mừng tiệc vui của Phương Uyên và Thanh Hà. Cả hai ngôi sao đều nhận được sự chúc phúc từ bạn bè thân thiết. Trong ảnh cô dâu chú rể mặc trang phục thể hiện cá tính của họ, Phương Uyên chọn vest màu be phối cùng quần Âu và sơ mi trắng trẻ trung. Còn Thanh Hà được khen trong bắt mắt với chôm suốt có phần đuôi ren cách điệu. Thanh Hà tạo dáng trước ống kính, khoe niềm hạnh phúc khi được kết hôn cùng người yêu đồng giới, chỉ được khen đẹp mặn mà, cơ thể sexy ở tuổi 53. Cặp nghệ sĩ trao nhau cử chỉ tình tứ khi chụp ảnh ngoại cảnh. Bức hình được nhận xét mang đến cảm giác ấm áp khi cô dâu chú rể nổi bật giữa khung cảnh nắng chan hòa. Khi thay trang phục khác, ảnh cưới của Thanh Hà Phương Uyên khắc họa những khoảnh khắc đời thường của họ. Nhiếp ảnh gia vẫn tập trung khai thác những góc gần giúp cả hai lưu lại phút giây riêng tư đáng nhớ. Hậu trường chụp ảnh cưới của Phương Uyên Thanh Hà được một người bạn của họ chia sẻ trên mạng xã hội sau hôn lễ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.